nggak tahu. Siap. Kamu siap nih? Mana lemon? Siap tau nih. Ngobot nước không? Ngon ngon. Nào, cái khanh dịch lên đây xong rồi cho nó tí nước. Thank you.
Thằng ơi đi bà. Sao mình ký bố ở nhà bố đánh sau nhé. Ăn gì? Con chậu luôn. Đây, con chạy với người bố nhà bố lớn nhé. Vâng, con đi chậu đấy. Thank you.
này thì kiếm ghê. À đúng. Ừ. Tôi thấy một cơ đến nơi. Yeah.
lúc đi lại. Ngồi sẵn ngang cái kia bán cái gì? Bán cá. Thích thịt của bán cá ngồi sẵn ngang cái kia này. Bán lên hết. Để đây. Ơ à, ô kìa cái cướp. Bán cướp. Bán quạt đi. Bán quạt đi. Ba con ngành. Thì mày phải đừng nánh ra. Cá to quá nhỉ? Cá vừa lưới được một con này. Và thì để bố con nhìn nấu. Đây bố đây. Ôi, thì bố đang tính này chuồng mình bỏ không ấy. Mua mấy con hả bố? Chắc là hai bố con mình mua lấy một đôi thôi, hai con. Thế bố có còn tiền đấy không? Mua hai con hả? Ừ. Mua hai con lại có ít thôi. Thôi hai con mình mua đến là cộng tác với già. Đây tiền hôm nay con đi chợ đây. Cá này mua thêm cá, không có đủ tiền. Bố 500 đây xong rồi bố mua đi.
Thế con cứ đi túi đi. Đi túi rồi bố rồi bây giờ con có túi con đàn nào rồi sao hai bố con mình cùng đi nè. Vâng, cứ đi. Xong rồi vẫn không tí, xong rồi bố hỏi để xem. Để xong bố con mình đi nhé. Thế con chờ xong rồi mình hỏi ra, đi. Thế con ơi cắt cái này đi, cắt cái này đi để bố đi lấy lông. Nghĩ của cái bà hôm qua nói xấu cái bà này, hôm nay lại thấy nó tốt, hết chán. Còn hạn chế cho đi đâu, giờ bạn già, giờ thì mình già quá. Bán là mua hai con này không, bà không mua nữa. Cái này cháu, bán hai con này nhé.
cho ông này. Thank you.
mà nhìn không thích kìa. Chính cho lợn mà mỗi người dài này mỗi người lớn ạ. Con đây, cả bố làm xong rồi nhé. Vâng, đây để con xã cái đây xong rồi. Thank you.
Ui. Bonnie. Cái mình quá vậy, nhà mình vẫn còn nhiều ấy. À, nhà mình cá nhiều nhiều, nước nó đậy quá. Có nhận không? Cái này mình thêm 1 tháng 3 lần 3 rồi. Cái này